Vào khoảng là 12 giờ rưỡi thì Lý Hương trong cái chuyến hành trình đi Cồn Thái Sơn, Cồn Phụng thì đến Cồn Phụng ha. Cồn Phụng thì thuộc xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Bây giờ thì Lý Hương xin mời cả nhà vô dùng buổi trưa, giờ mới được dùng trưa. Hoa tử đằng. Hoa gì? Hoa tử đằng. Mình sẽ chúng ta đi ăn cơm xong rồi sẽ quay ngoại cảnh cho quý vị xem. Lý Hiền thì cũng tác nghiệp. Lý Hiền lối vào thì có rất là nhiều hoa trang ha. Cây trang này cũng khá là lâu đời đấy, già tuổi rồi. Chúng ta coi cái buổi trưa chúng ta ăn cái gì ha. Miệt vườn làm mấy cái chòi chòi này cũng mát khoáng mát hơn anh. Lập bằng cái vườn. Còn cái vô này, này là vô tẩm nha. Ở đây thì hôm bữa mình có hai cái thể loại vé đúng không Lê Hiền? Một cái phần mà mình ăn ăn trưa mà ăn cơm dạng như theo cơm phần á thì khoảng là 300 rưỡi. Còn cái set mà 470 thì có cái phần là mình ăn theo đoàn, ăn được nhiều món hơn. Đây là nhà hàng Nguyệt Quế ở trong Cồn Phụng thôi quý vị. Wow, hạch tráng quá, có con cá. Yeah, lại có duyên với lại ba chị đẹp gái đến từ Đắk Lắk. Dạ. Đi qua đêm đúng không? Không. Nhưng mà tụi em chọn cái phần là ăn theo đoàn á, mà đoàn của tụi em có 2 người thôi. Nên là ngồi chung với đoàn 3 người. Không biết một đoàn vậy bao nhiêu người nhỉ? Chắc 10 người, 9 người. 450. Ông quên, 470. Thì 2 ngày mà. 2 ngày mà tối nay còn khách sạn nữa. Còn cái này đâu có gì đâu. Nhưng mà cái gì đó, ốc con gì là tự túc. Ủa vậy hả? Tối ăn tự túc luôn hả chị? À. Ok. Đấy, thì mình có thể loại là ăn theo đoàn hay là ăn cơm phần ha. Đây mình coi coi có món gì nhỉ. Cơm, cá kho, rau muống xào tỏi, lẩu, cũng là lẩu cá, cá tê tượng, lẩu chua, lẩu chua, cá hú, đặc sản. Còn con cá này cá gì em? Cá này là cá tương tại. Giỡn vui. Sáng giờ giỡn hoài. Đây cơm phần. Đây cơm phần đi quý vị. Cơm phần đó. Rồi đặt cơm lên, cái ông đó ăn cơm chay nha. Một bàn như thế này thì được 9 người ăn ha. Rồi bây giờ thì đói bụng quá rồi. Ăn đi Lý Hiền ơi. Đừng làm khách nữa, đói quá rồi. Cá tê tượng chiên sùi. Cái gì vậy, lôi chén luôn hả? Làm khách. Là trong cái nước mắm này hả? Có rau bóng gà, cuốn kìa. Đây nè, đây bên trên. Lấy đi hành. Còn bên đây là cái phần lẩu cá hú. Wow, sôi rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ rau vô. Rau nào? Rau nè. Rau này. Trời ơi, giờ đói quá nên ăn cái gì chắc cũng ngon thôi. Dạ, em cảm ơn. Đây, phần cá tư tưởng thôi quý vị. Rồi, Lý Hiền bỏ rau vô. Thank you.
ở trong đây là có cái này là cái rau gì ta, cái này nó chua chua nè, hoa thiên lý hả, hoa này hoa gì, hoa điên điển, hoa điên điển, điên điển, điên điển, điên điển hay thiên lý không biết nha, mình không biết nha, điên điển màu vàng mà cái hoa này nó chua chua nè, bữa mua về sao mà để hỏi ông liền ti coi hoa để hỏi ông chuyển đồ, chuyển đồ hôm bữa mình gặp cái hoa này rồi, có cần nè, rồi có cái rau nhút nha. Cái này cái gì? Rồi, ok. Anh ăn cái này cái này. Rau gì, cái đâu bông gì nha? Cái hoa này nè, chua chua. Bông su đũa. Su đũa này. Đấy, chị mẹ cái này nè, hai mẹ. Đứa điên điển, đứa thiên lý từ lưa. Thiên lý này bông thiên lý thì khác. Cái này bông su đũa. Sâu đũa nó chua chua phải không? Đúng rồi, chua chua ra nhẵn nhẵn. Sâu đũa, sâu đũa, sâu đũa. Nhớ rồi. Sâu đũa. Cái này em chạy nha, mình bẻ cái lườn ra. Sâu đũa. Lấy thịt rất là dễ. Mình bẻ cái lườn ra. Cái lườn là cái gì anh? Anh rồi, lấy rồi. Đây anh. À, cái đó gọi là cái sống lưng, cái sống lưng đổi hết nó rau luôn hả? Yeah, rồi được rồi, từ từ tự do nha. Ở dưới này là có cái sấu này, có khoảng này, wow, wow. Bên tay phải là nó có cái bảo tàng dừa, bảo tàng dừa mới là những cái dừa mà cổ dừa già hay là cái gì đó. Thôi ăn xong hỏi tiếp, giờ đói rồi, giờ hỏi quên rồi. Còn chỗ cá massage nãy mình lên thấy cái quán nước đó, tập trung đó, nếu mà không thích đi nhiều dưới này có phòng ăn đi lên về đâu muốn không ăn muốn đó chị ăn cái gì muốn đầu tỏi hả? Cá này chấm với gì ta? Mắm mắm này, mắm này hả? Mắm nêm á hả? Mắm này chua mặn hay chua tinh vị mắm mặn không? Cái này là món này nè, cái cá chiên này là cái mắm chua. Nhưng mà giờ cho mình lấy cái chén tinh miếng mắm nhỉ. Anh cho em cho này. Lý Hiền. Yeah, hello. Cái môi này luôn á. Dạ. Đúng rồi. Cái môi cho nó bự hơn cái muỗng. Cho em ít ớt luôn nha anh. Mua nè. Mua nè. Đây được không Phương? Xem phải chỉ bên đó. Được. Dạ, cảm ơn anh. Đây, mình cũng được chén mắm mặn nè. Không biết là mắm mắm nhỉ không? Ừ, mắm mặn này cũng ngon nè. Cá chắc chín rồi. Cái này là chấm gì vậy ta? Chấm cá. Không, cái đó là cuốn luôn á. À, bánh nó bánh mềm. Rồi, bây giờ cả đoàn dùng cơm. Chưa chưa ăn cơm. Khoảng là 12 giờ rưỡi hả? Đói bụng meo luôn. Giờ đó ăn to lắm á. Ờ, ăn ngon lắm. Giờ đó ăn may mà này nó cho ăn ba cái cây cái cho ăn nhiều chắc ngon cha. Có gì nhiều. Biết làm sao các tay du lịch đó, đi qua nói thức ăn Việt Nam rất ngon. Tại lúc nào ăn trong tình trạng đói quá trời đói rồi. Lẩu này nấu bằng cồn mà. Bốn bảy là ăn cơm toàn, còn 350 thì sẽ ăn cơm phần. Ở bên cá tây này cũng ăn cơm phần quá trời. Cái khoai chiên á, cái khủng đông vừa ở trước khủng đông này.
bên đó thì ăn sao? Buổi trưa ăn cái gì? Ăn cho đậu rau hết rồi em. Cũng là cá là tự nhiên vậy. Rau bỏ luôn. Đâu mà có những món hoa nữa. Thơm. Món rau muống xào. Có cái gì chả hoa, làm chả giò nữa. Vậy là đặt theo yêu cầu. Bởi vì tất nhiên đó không trùng. Thầy ăn thầy. Bữa nay đi đâu cũng ăn gà, gà nướng vậy. Cá tươi ha, cá tươi ha chị, cá tươi ngọt thịt. Dạ. Các thầy tưởng là cỡ này là ngon để bự hơn trước đi. Mà cái này là cá nuôi hả? Dạ cá nuôi. Cái này cá nuôi. Nuôi chứ. Chứ đi du lịch ngày mà nhiều đây cá làm gì mà cá tự nhiên là đủ hả? Dạ. Cá này cá nuôi không? Bỏ cơm ăn với canh, ăn theo kiểu miền Tây, cơm ăn với canh. Tới chiều cái nói ôi sao mà miền Tây rộng thế, đi hoài cũng hết, tại vì hết sức rồi. Hai đứa này nó bị hố hàng, nó kêu gì 300 mấy mà bây giờ mình đi 40 mấy không được cơm. Mấy chị cũng lần đầu tiên đi xuống miền Tây hả? Hả? Chưa đi rồi nhưng mà có cái tô này là như đi nha, đi bạn thôi á. Dạ. Canh chua ngon. Chào gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye quý vị. Ăn trưa cũng đỡ ha, không có đến nỗi bị đói. Lại tôi tưởng là bị bỏ đói rồi đó chứ.
xíu nữa thì Lý Hương sẽ đi qua khu vực cá sấu ha. Đây, hải sản tươi nằm ở trong đây. Ở đây thì có cà phê 20.000, cà phê Miu thì 25 ha, cà phê Việt Nam, hầu cà phê Hot Ice Cream, bạch xỉu thì 35 ha.